Như chúng ta đã biết thì cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam vừa diễn ra vòng bán kết khu vực phía Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 11 vừa qua. Và Vitamin vừa nghe có một thông tin là có một thí sinh ở trường cao đẳng phát thanh truyền hình đang tham gia cuộc thi này. Lúc này đây thì mình đang có mặt tại lớp 10 cao đẳng báo chí 1 để gặp bạn Bella. Chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ thông tin này nhé. Xin chào Lala, được biết là bạn đang tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam thì chứ không biết là thông tin này có chính xác hay không vậy? Chào Duy, chào các bạn khán thính giả. Thông tin mình tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2011 là hoàn toàn chính xác. Vậy thì bạn có thể cho Duy biết là cái quy mô của cuộc thi này như thế nào không? Theo cái cảm nhận của riêng bạn á. Theo cảm nhận của riêng mình thì đây là một cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn. Nó mang tầm cỡ quốc gia. Cuộc thi Hoa hậu duy nhất trong năm nay. Cuộc thi đã huy động được rất nhiều, rất đông đảo các thí sinh 54 dân tộc Việt Nam. Nó mang một màu sắc đặc trưng rất riêng, khác hẳn với các cuộc thi sắc đẹp khác. Duy cũng vừa được biết thông tin bạn thi cái cuộc thi này cách đây mấy ngày thôi. Tại vì khi mà lên Facebook thì mới thấy được. Vậy thì bạn giữ rất kín chuyện mình đi thi, vậy tại sao lại như vậy? Trong khi là nếu mà bạn bè trong lớp biết đó là sẽ đi cổ vũ cho bạn rồi. Cũng không có gì đâu, mình không muốn mọi người chú ý đến. Bởi vì đến với cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần này, mục đích chính của mình là muốn được thử sức và xem khả năng bản thân của mình đi đến đâu mà thôi. Nên mình không nói cho bạn bè biết thông tin mình tham dự cuộc thi. Bạn thấy các thí sinh của các dân tộc khác như thế nào? Mình chỉ có thể nói là mỗi người một vẻ 10 phân vẹn 10. Bạn rất là vô tính ha. Bạn có thể cho mọi người biết là bạn đã gặp những cái khó khăn thuận lợi gì khi mà tham gia cuộc thi này không? Điều khó khăn nhất đối với mình khi tham gia cuộc thi này là phải đi giày cao gót. Thật sự như các bạn thấy đấy, đi học hay đi chơi mình đều không đi giày cao gót. Và điều đó đã làm cho mình cảm thấy khó khăn nhất trong việc diễn trên sân khấu, làm mình cảm thấy mất tự tin, nên là mình khi diễn không được tốt cho lắm. Chắc sau cuộc thi này mình sẽ đi giày cao gót thường xuyên hơn. Có một người bạn kể cho Duy nghe là hình như là đến lúc thi là bạn quên mang giày cao gót theo, giờ bạn đã nhờ một bạn là bạn mít đô trần đúng không? Cái này có đúng sự thật là như vậy không? Sẵn có bạn mít đô trần ở đây thì bạn có thể cho biết luôn không? Cái việc quên giày cao gót thì cũng không hẳn là quên, mà là trong cái lúc mà mình sắp diễn, phần thi ứng xử, cái giày cao gót của mình gặp một chút sự cố nên là mình phải nhờ đến quản lý của mình là Mr. Trần để phải chạy từ bệnh viện, đã chạy từ bệnh viện sang Nguyễn Trãi săn lùng cái đôi guốc mà y như mình tả để mua về cho mình diễn. Thật sự là mình rất là cảm ơn quản lý của mình. Sẵn nhân đây có bạn Trần Linh Tính là quản lý của bạn Bella thì bạn có cảm nhận gì khi mà cái lúc đó bạn phải chạy đi tìm một cái đôi giày cao gót như vậy không? Thật sự thì lúc đó mình cảm thấy rất là cảm thấy hơi bị cuốn tí xíu. Tại vì là Bella gọi điện thoại lúc đó đã là 1:30 phút. Và Bella nói là 3 giờ là đã bắt đầu thi. Mà Bella nói 2 giờ là bắt đầu các thí sinh phải tập trung lại để chuẩn bị cho phần thi ứng xử của mình. Mà từ lúc 1:30 mình nghĩ là mình phải chạy ra tới Nguyễn Trãi để mua là hết 10 phút. Và phải săn lùng lựa cho được cái đôi giày ưng ý là mất hết 10 phút nữa là 20 phút. Và đến chạy đến đó để gửi cho lễ tân nữa là mất 10 phút nữa là 30 phút, là chỉ trong vòng 30 phút thôi phải gửi cho bằng được đôi giày. Và cái đó là mình đã làm liền cho Bella là chạy ra Nguyễn Trãi để từ shop này qua shop nọ, qua tất cả hết là 5 shop mới lựa được một đôi giày ưng ý để gửi vào quầy lễ tân khách sạn để cho Bella thi tốt phần thi của mình. Là tổng cộng là bạn mất bao nhiêu thời gian? Mình đi rất là gấp, từ đó mình chạy xe, nói chung là phải vượt qua tất cả các đèn đỏ rồi lắng đường họ để đến được các shop quần áo trong vòng 5 phút từ đó để chạy qua đó. Và sau đó là phải chạy rất là nhanh đến quầy lễ tân để gửi cho đôi giày, là chỉ mất hết 25 phút thôi, hơn là những cái dự tính mà mình đã nghĩ. Và như vậy đó, vừa kịp thời gian mình diễn, đôi giày cũng tới nơi. Người bạn nào mà khiến bạn nhớ nhất lúc này hả? Nếu mà nói về người bạn nhớ nhất lúc này thì có lẽ là mình nhớ nhất một thí sinh người Khmer tên là Sơn Thị Du Ra. Bạn ấy thật sự rất là đẹp, cái gọi là đẹp chân chất, đẹp hoàn thiện. Mình nghĩ chắc chắn là trong cuộc thi lần này bạn ấy sẽ giành được một giải nào đó. Bạn có thể kể một cái kỷ niệm đẹp của bạn đối với cuộc thi này không? Đến với cuộc thi này thì mình có rất là nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng mà mình sẽ chỉ kể một kỷ niệm đẹp nhất nhé. Đó là trong đêm thi bán kết,
có phần thi trình diễn trang phục áo tắm. Mình tại vì bạn cũng biết đấy, mình không quen mặc áo tắm trước đông người như vậy, nhưng mà mình không đủ tự tin để lên sân khấu trình diễn trang phục áo tắm. Nhưng mà may mắn là lúc đó có một anh đến và nói với mình rằng em mặc áo tắm đẹp lắm. Nhờ cái câu nói đó mà mình đã rất là tự tin khi lên sân khấu diễn. Anh đó là một thành viên trong ban tổ chức, mình không tiện nói tên, nhưng mà mình rất cảm ơn anh ấy vì đã động viên khích lệ mình và đã làm cho mình rất là tự tin khi trình diễn trang phục áo tắm. Mình nhớ là ban giám khảo có dành tặng một câu gì đó khiến bạn rất là vui đúng không? Đó là câu gì nào? Ban giám khảo nói mình là một trong số các thí sinh dân tộc ED sáng nhất sân khấu. Xin cảm ơn bạn đã đến với buổi phỏng vấn ngày hôm nay, rất là thú vị ha. Bây giờ thì bạn có thể nói một câu tiếng xin chào bằng tiếng ED không? Tất nhiên là được rồi. Lung cúc ke chi sang. Rất là dễ thương, cảm ơn bạn đã đến với chương trình ngày hôm nay nha. Rồi xin chào La La nha.